Đây là loạt bài mỗi ngày một câu tiếng Trung của Hội quán Tam Thế. Đi ở Thiên, ngày thứ hai. Hãy nghe và nhắc lại cách nói là bạn của chị Triệu. Giề Tự 彭葉 cách dùng họ để xưng hô rất thường gặp trong tiếng Trung. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chào bạn, xin chào. 你好你拉腿，我是潘垂江，拉曼过际基是赵姐姐的朋友，是赵姐姐的朋友。